Đến đầu tháng 8 năm 2024, sau hơn 3 năm khởi động, sân bay Long Thành đã nên hình nên vóc. Các hạng mục chính như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn sân đổ, đường giao thông kết nối, tháp không lưu đang đảm bảo tiến độ tốt. Công tác san nền thoát nước các gói thầu chính được triển khai cơ bản hoàn thành, đáp ứng mặt bằng triển khai các hạng mục. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang phối hợp với nhà thầu kiểm tra các nhà máy, tiến hành đặt hàng thiết bị lắp đặt trong nhà ga để kịp tiến độ thi công trong thời gian tới. Sàn 4F hạng mục nhà ga đang được đẩy nhanh thi công. Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành đang được các nhà thầu thi công khẩn trương đạt tiến độ. Đường cất hạ cánh, đường lăn sân đổ máy bay, đường giao thông kết nối T1, T2 cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc, tạo đồng bộ của đài công trường. Thi công đường băng đang vượt tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch. Về mặt bằng xây dựng, hôm ngày 5 tháng 8, tỉnh Đồng Nai tiếp tục giao gần 100 hectare đất cho cảng vụ hàng không miền Nam để phục vụ dự án sân bay Long Thành. Theo lũy kế, đến nay tổng 5 đợt, tỉnh Đồng Nai đã giao diện tích khoảng 2.500 ha để triển khai thực hiện sân bay Long Thành giai đoạn 1. Dự án sân bay Long Thành gồm 3 giai đoạn, tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 336.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư là hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu của dự án giai đoạn 1 là đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách một năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh, cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu khách một năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa một năm. Giai đoạn 3 hoàn thành các hạng mục để đạt công suất 100 triệu hành khách một năm và 5 triệu tấn hàng hóa một năm.